Xin chào các con vợ Việt Nam, em là chuyên gia đánh giá xe số 1 Thái Lan đây, dạo qua đi cạp cạp, các bác cứ chê đi mắc yếu, đúng em yếu thật. Nhưng là em yếu trong phòng ngủ thôi, chứ còn chờ bác cài thì quên đi, nhìn thấy em thì tốt nhất là dạt sang một bên để em thể hiện. Đây là ông bố vợ em, chủ của vườn bắp cải to nhất xóm. Ngày xưa, em lừa ông ấy mãi mới lấy được con gái ông ấy đấy, khó tính kinh dị. Em phải mua cho ông ấy con Isuzu D-Max để ông ấy chở bắp cải, ông ấy hới cho cưới, dã man, quá dã man. Đấy, các con vợ Việt Nam thấy chưa, Isuzu D-Max nó không phải là xe bán tải đâu, nó là con quỷ thì đúng hơn, chở đến vài tấn bắp cải, xi nhê gì đâu. Nhìn chung là, một mình nó chấp hết. Đường lầy lội, nó chả ngán gì cả, công nhận. Em thì hiếu trong phòng ngủ, Isuzu D-Max thì là bố của bố tức ông nội đấy của khỏe, nó khỏe dã man luôn. Nhìn núi bắp cải chất trên lưng nó mà thấy tội, nhưng thôi cũng kệ. Còn đây là lúc em nó thổ bắp cải chạy trên đường cao tốc, 90 km/h vẫn vô tư, nhìn thế này các con vợ Việt Nam thấy tủi thân không? Các anh mà ra đường với núi bắp cải trên lưng thế này, em thề phút mốt, các anh được đưa về đồn ngay, nói túm lại, em không yếu đâu, cũng chả ngán bố con ông nào cả. Chúc các con vợ Việt Nam một ngày tuyệt vời ông mặt trời. Làm tí nhạc sàn cho nó mau nhé.